Bây giờ thì trong cái nồi này, cái chảo này nó đã bắt đầu có những món đầu tiên bạc thái và rất là lạ khi mà có cả tàu hũ nữa. Đó, đẹp nè. Mày đi cắt đẹp đó. Mẹ làm cụ bếp được rồi đó. Biết cái giai đoạn nào luôn á. Đêm dài lại nhớ mình ơi, mình ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm lộn nhớ thâu thân, không biết lại cho ngày nào thương nhau nhớ nhau này đời. Ngon quá, thơm quá, xuất sắc. Cho thêm miếng nữa anh, cho chua. Chua này à? Chua lắm hả? Tại nãy thấy bỏ đường nhiều. Cốt. Ê, cái này như bỏ cuối, này như bỏ cuối. Anh thích nó ăn kiểu mà ăn ở trên á, bỏ cho miếng chanh này kia ngon. Dừa yếu không con? Dạ, dạ lửa dừa. Dừa. Thơm quá. Thơm ghê, ngon ghê. Nấu xong rồi, tắm rửa luôn rồi. Nóng quá, nóng. Nè, có áo bông trắng, áo tay, sọt. Này đủ chưa con, hay bỏ nữa? Con chưa biết nó chua nha. Em thấy nên thêm đi. Thêm không? Chú lè rồi má. Không này. Vô duyên chương trình người ta. Ngon quá mọi người. Trời, cái này ai mà đang ăn cơm mà mở cái chương trình này lên là thôi xuất sắc luôn. Giờ ăn mà về nhìn cũng đủ no đó.
Nay nhờ ba người ăn đó, tao nhìn ra ba người ăn. Cái này là phải kêu cả làng cả hội lại á. Qua đầu chúng lấy thầm nhau dù nắng mưa dần dần. Nghe mấy bài này nhớ tới thời Đua Mai kìa mà. Xưa diễn được của Lụ nè. Nhờ Đua Mai đó nha. Ừ. Giờ có mình con tồn tại. Rụng hết trơn à. Khó lắm mùa dễ hả. Luồn lách đủ kiểu. Quan trọng là phải có kinh tế. Giờ này ngủ chưa? Nguyên lớp con cũng nghỉ luôn mà. Lớp nào? Lớp hồi xưa học ở trường á. Ủa nó học cái nơi không? Học hết luôn, tốt nghiệp luôn đó. Nó cuộc lại giờ. Con mình con là không tốt nghiệp hay đó. Giờ có cuộc có công bằng. Không con nào làm được cái gì hết trơn á. Con nào không nghỉ ngày hết trơn, về quê hết trơn rồi. Đói. Kiếm tiền ra đói. Có chỗ ăn chỗ ở nữa. Giờ cũng còn lác đác mà làm, không phải làm diễn viên mà làm mấy nghề khác. Biên kịch với kịch bản nha người ta. Còn ám luôn bao giờ qua. Con mình ơn con là làm diễn viên. Đi đâu gặp bạn học nữa đâu. Ủa rồi còn cái đống hải sản kia. Là bỏ vô trong cà ri hả? Lấy gì con? Con kiếm cái dĩa. Đó, dĩa bự dưới đó. Ừ, đó là bự nhất rồi đó. Hả? Cái này lát nữa mình sẽ ăn chung với cà ri nha mọi người. Trên đây cũng có dĩa trắng bự nè. Nè, trên đây cũng có dĩa bự nè. Thôi lấy cái dĩa đó. Cái áo qua đầu phủ lấy thân nhau như nắng mưa dài dài. Hồi xưa lúc mới vô nghề nghe mấy bài này không hiểu đâu nha, giờ hiểu dữ luôn á. Ủa, anh Thùng tới trái hả? Ôi trời ơi, giờ mới biết mà. Không để ý luôn á. Không biết nè. Nhưng không thuận hai tay quá, thêm giết tay phải mà. Đó, bạc thái vậy là xong rồi đó. Còn gì nữa mà anh? Con rửa con cái chảo. Nó bự không không xài xài con nhỏ xíu à. À ép xuống. Kỹ quá. Rồi còn xoài chưa xử lý là còn cái này chưa xử lý nè, không biết mấy cái này làm cái gì thôi. Cái to là hoàn toàn cái gì đấy.